Mời các bạn trật tự nhé. Rồi giả sử như thế này. Rồi nghe. Trật tự đi. Rồi giả sử trong cái phần này chúng ta muốn chèn một cái video vào đây, thì khi mà các bạn tạo new một cái slide, cái này nó là cái slide đầu tiên, thì nó chỉ có phần title thôi, phần tiêu đề và subtitle. Còn nếu như mà bạn chọn cái slide thứ hai trở đi thì nó cho mình một cái layout. Thì trong cái layout này chúng ta có thể thay đổi cái cấu trúc của slide. Như vậy chúng ta nhìn ở đây có chữ nè, có chữ BK kết, có chữ là click to add title. Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta view lên thì nó chỉ có cái chữ này thôi, chữ BK này thôi. Đó. Còn hai cái tiêu đề mà lúc nãy chúng ta nhìn là không thấy. Như vậy thì ở đâu ra cái chữ này, tại sao nó có mà nó lại không hiển thị? Ví dụ mình đổi cái chữ này thành cái chữ khác được hay không? Đổi ở đâu? Ví dụ bây giờ chỗ này thay vì click to add title thì mình đổi thành tiếng Việt, nhấn vào đây để thêm tiêu đề. Nhưng mà khi mình view lên nó cũng không thấy. À, trừ khi nào mà mình thêm tiêu đề thực sự mình mới thấy. Vậy cái đó chúng ta có thể thay đổi ở đâu? Chúng ta sẽ vào view, vào slide master. Và nó là cái layout. Layout. Đây, cái này là master. Ok, to. Đó, đây là những cái slide mà chúng ta sẽ sửa đổi để mà nó thay đổi. Ví dụ sao bị lỗi rồi? Nhấn vào đây để thêm tiêu đề. Được chưa? Đây, nhấn vào đây để thêm tiêu đề. Nhưng mà thực ra khi mà chúng ta trình chiếu, cái chữ đó nó không có. Nó không có. Rồi, chúng ta nhấn vào đấy để chúng ta thêm tiêu đề. Tiêu đề mới. Thì lúc này cái mà chúng ta tạo nó mới xuất hiện. Như vậy cái đấy chúng ta gọi là slide master, tức là quản trị cái slide của mình ha, quản trị cái slide. Trong đó mình quản trị cái gì? Ví dụ lúc nãy thầy để nó mặc định là tiêu đề này phong chữ 44, phong chữ này. Bây giờ thầy sẽ vô thầy đổi lại, thầy cho chữ đậm, thầy cho màu đỏ. Được chưa? Thầy cho chữ đậm, thầy cho màu đỏ. Thì lúc này chúng ta sẽ làm gì? Tức là chúng ta sẽ đóng cái này lại, và lúc này nó tự động đổi chữ đậm màu đỏ. Nếu trong trường hợp các bạn tạo một cái slide mới, nó cũng tự động nó tạo ra cho các bạn là chữ đậm màu đỏ. Cái thứ hai là các bạn có thể thay đổi cái kích thước của cái ô này. Kích thước của ô này cũng trong slide meter luôn. Rồi, trong này chúng ta insert cái gì? Bạn insert table, insert chart, insert là smart ad, hoặc là bạn insert picture, insert là video. Giả sử mình sẽ chọn một cái video nào đó,
Ví dụ, chà, cái này hình như thầy chưa tải về cho nên là nó chậm rồi. Ồ. Cái video này thầy đang để trên Drive, nó chưa có trên máy, chắc phải cancel quá. Video rồi, ok, chúng ta sẽ insert. Rồi, như vậy các bạn thấy là cái video mình đang chèn ra thì nó sẽ có một cái công cụ là playback, trong này nó sẽ cho mình chạy thử. Đó, chạy thử ha. Rồi nó sẽ cho mình thêm những cái vị trí để mình dừng lại, thêm những vị trí. Rồi nó sẽ cho mình là cắt video. Đó, ví dụ như là chúng ta cắt cái đoạn này, chúng ta bỏ đi. Cắt đoạn này, chúng ta chỉ lấy cái phần ở giữa này thôi. Thì giờ chúng ta chọn ok, chúng ta sẽ trim nó. Ở đây là fade in, fade out, tức là giả sử là lúc đầu chúng ta mở lên á là nó chạy liền, là nó ồn quá, ví dụ cái âm thanh lúc đầu nó lớn quá, ví dụ vậy đó, thì chúng ta cho fade in là mấy giây, bắt đầu nó lớn dần dần lên, rồi đến lúc tắt đi. Nhiều khi cái đoạn âm thanh đó chúng ta cắt á, lúc mà chúng ta để nguyên bài này nè thì nó đã fade out rồi. Nhưng mà giả sử chúng ta crop giống như lúc nãy đó, chúng ta trim, chúng ta cắt, thì ngay cái đoạn chúng ta cắt nhiều khi cái âm thanh nó ngưng cái là ngắt luôn, thì nghe nó kỳ. Thì chúng ta thêm cái fade out vào, thì tùy chúng ta xử lý fade in, fade out. Rồi volume, cái này là nó sẽ cho chúng ta là âm thanh ra lớn nhỏ. À, bắt đầu khi nào? Tất nhiên là khi các bạn trình chiếu, khi các bạn trình chiếu lên, khi các bạn trình chiếu lên thì cái đoạn video này nó sẽ tự chạy hay là chúng ta click chuột. Cái này nó phụ thuộc cái gì? Phụ thuộc vào ý tưởng của mình muốn làm cái gì. Nếu như mà các bạn muốn khi mà mở cái slide này lên nó tự chạy để sau đó bạn cho những người khác xem cho hết video, lúc này mình mới hỏi, mình mới trao đổi. Ví dụ như là các bạn làm giới thiệu một cái sản phẩm nào đó, được chưa nào? Thì khi mà các bạn trình chiếu lên thì các bạn cho người ta xem cái quảng cáo trước, không nói gì hết, mở slide lên là thấy phim rồi. Sau khi thấy, bạn mới đặt câu hỏi những vấn đề mà nằm trong cái đoạn phim mà chúng ta làm lúc nãy, chúng ta trình chiếu lúc nãy. Thì đó là ý tưởng của mình, mở lại là chạy. Còn nếu như ý tưởng của bạn là mở lên, mình giới thiệu
là bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một cái đoạn video giới thiệu về cái sản phẩm mới của công ty chúng tôi. Thì lúc này chúng ta mới bắt đầu click chuột cho nó chạy. Được chưa? Như vậy thì tùy trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ của nó là tí nữa hát sau. Như vậy tí nữa là chúng ta sẽ chọn ở đây. Nếu như mà các bạn để là in click square, tức là mình sẽ phải click chuột. Rồi. Hoặc là tự động, hoặc là tự động chạy. Thì khi mà chúng ta review lên, nó sẽ tự chạy. Đấy, review lên nó sẽ tự chạy. Hoặc là chúng ta phải đưa chuột vào, click trên cái màn hình này, nó mới chạy. Và trong này nó có gì nữa? Play full screen. Là khi mà mở đó thì mở toàn màn hình. Còn bình thường khi mình chèn lúc nãy các bạn thấy đó, là cái video của thầy chèn nhỏ thì nó chỉ mở nhỏ ở đây thôi. Còn nếu mình chọn là play full screen thì lúc mà mình mở full screen. Đấy. Như vậy tùy cái yêu cầu mà mình sẽ setup ở bên trong cái menu này. Rồi. Hay why not playing? Tức là ẩn khi mà chúng ta không mở nó. Hoặc là lặp lại cho đến khi dừng. Stop, lặp lại cho đến khi stop. Có nghĩa là gì? Cái video của thầy nó khoảng cỡ 4 phút. Và bạn muốn chạy cái quảng cáo này một ngày, tức là ở hội chợ chẳng hạn, bạn muốn mở những cái quảng cáo của bạn là từ sáng đến chiều luôn, vậy thì không ai rảnh đâu mà cứ ngồi lấy chuột hoài. Vậy bạn để nó lặp lại cho đến khi nào muốn tắt thì thôi. Đó, đó là những cái. Rồi, insert caption là gì? Là những cái ghi chú cho từng cái video. Như vậy thì chèn âm thanh cũng tương tự như vậy. Nếu như các bạn chèn âm thanh, chèn âm thanh cũng tương tự. Các bạn sẽ insert một cái video, hoặc là bạn insert audio. Trong này nó có hai cái. Một là bạn insert audio đã có trên máy của mình, hoặc là bạn ghi âm, ghi âm ngay lúc này. Ví dụ như nếu mà chúng ta chọn công cụ là record sound thì lúc này chúng ta đang bật ở cái nút đỏ là nó đang chạy được 8 giây. Và khi mà chúng ta chọn stop thì cái đoạn ghi âm của chúng ta sẽ được chèn vào cái slide mà chúng ta đang mở. Rồi, ok. Và đây là cái file mà lúc nãy thầy mới ghi âm. Và tương tự như vậy, nó cũng có cái playback. Lúc này mình cũng làm gần như tương tự với lại video. Và chúng ta sẽ view lên. Đây là biểu tượng âm thanh. Ví dụ như nếu mà chúng ta chọn volume một lần. Rồi, chúng ta có thể là chọn cái volume của nó nhỏ tí xíu. À. Rồi cái thứ hai là giả sử bạn làm một cái album ảnh như thế này. Và các bạn muốn khi mà mình mở cái album này lên, mình trình chiếu thì nhạc nó sẽ tự chạy. Nhạc nó sẽ tự chạy. Nó sẽ tự chạy. Ẩn biểu tượng đi, lặp lại cho đến khi tắt. Ok. Are you ready to
Đó, âm thanh nó chạy. Rồi nó chuyển sang slide khác. Rồi cái phần này là đến cái phần khác nữa rồi. Này hả? Này phải học sinh đâu? Cái này là thầy của thầy. Rồi, như vậy là chúng ta đã xong cái phần chèn phim và âm thanh. Như vậy thì đa số các bạn làm đó, giả sử bây giờ mình sẽ chèn một cái file âm thanh vào cái album giới thiệu sản phẩm, tức là một cái bài hòa tấu nào đó. Yeah. Như vậy mình đi tìm một cái đoạn video về hòa tấu. Video về hòa tấu dạng phim, dạng video, công cụ, thời lượng dưới 4 phút, ví dụ cái này. Tại vì khi mà các bạn tìm video thì cái này có 30 giây ngắn quá. Đây ok, cái này 3 phút đi. Rồi làm sao để tải được cái nhạc này về? Làm sao để tải được cái nhạc này? Cái nào nó sôi động tí xíu, cái này... Ok, rồi cũng vậy cũng được đi. Làm sao tải về? Làm sao tải đây? Tải nguyên cái video đó về. Tải âm thanh thôi. Tải âm thanh thì mình có thể tải cái cái đường link đó, sau đó mình vô còn video đó. Ok, cái này khá hay. Các bạn sẽ bỏ giùm thầy ba chữ E, B, U. Enter. Và lúc này các bạn chọn là format shape to mp3. Rồi các bạn chọn cái tải về. Tải về chất lượng thấp, còn chất lượng cao là mình phải mua. Rồi chỗ này phải mua rồi, cái bản này nó yêu cầu bản quyền. Mình không bị luôn. Ví dụ như thầy muốn tải cái này. Rồi. À rồi ok. Để thầy tìm cái nào thầy tải về để cho chèn vô. Khó thế.
Rồi, không cho tải rồi. À, như vậy thì các bạn sẽ chèn âm thanh và các bạn cho nó là chạy nền. Chạy nền. Play in background. Tức là khi mà chúng ta click chuột chuyển slide khác, hoặc là chúng ta thao tác trên cái file PowerPoint này, nó vẫn không bị tắt. Như vậy gọi là play in background. Rồi, à, một vấn đề nữa là bây giờ các bạn sẽ thuyết trình về cái album này. Ví dụ như là bạn muốn giới thiệu về các cái kỷ niệm của mình, các kỷ niệm của mình. Nhưng mà đôi khi có những bức tranh là các bạn nói nhanh, có những bức tranh là các bạn nói chậm, có những cái bạn nói rất là nhiều, có cái bạn qua rất nhanh. Vậy thì cái thời lượng dành cho từng cái bức ảnh đó mình không biết trước là mấy giây cả. Vậy thì cái thuyết trình của mình làm sao nó phù hợp với lại cái trình chiếu, làm sao nó phù hợp được. Mình muốn chèn cái lời thuyết trình vào á, chèn lời nói vào, chèn lời nói vào thì làm sao? Mình ghi âm bằng cách nào? Điện thoại, ok, tốt. Rồi làm sao để mình trình chiếu cho nó phù hợp với cái đoạn ghi âm của mình? Mình biết mấy giây? Mình phải đo. À, mình phải nghe cái đoạn ghi âm đó là lúc này mình đang nói bức ảnh nào. Nếu mà cái album của các bạn mà dài khoảng cỡ 20-30 ảnh thì sao đo nổi. Cho nên mình có một cái công cụ. Công cụ ở đây sẽ cho các bạn record slideshow. Và công cụ này cho các bạn quay phim lại. Ha, quay phim lại. Ví dụ bây giờ thầy bắt đầu ghi âm từ cái slide hiện tại, hoặc là bắt đầu ghi âm từ cái slide đầu tiên. Giả sử bắt đầu từ slide đầu tiên thì lúc này các bạn muốn cho nó là xuất hiện camera hay không, tắt đi ha, các bạn có thể tắt ở bên cái màn hình của thầy ghi âm thì nó sẽ có cái cửa sổ để cho các bạn chọn tắt hay là mở. Rồi phía góc dưới này bạn sẽ có được là tắt hay là mở micro. Và bắt đầu mình nhấn ghi âm ở phía trên. Này, cái màn hình đó nó khác so với màn hình của thầy. Màn hình trên máy thầy nó có thêm mấy cái nút ghi âm và bật tắt camera. Yeah, trên màn hình kia thì nó chỉ trình chiếu thôi. Rồi, như vậy nếu mà trong quá trình mà các bạn thiết lập record slideshow này đó, thì cái quá trình mà các bạn làm khi mà các bạn nhấn nút record bắt đầu nó trình chiếu, thì lúc này mình cái này là nó có cái file video thầy đã chèn lúc file âm thanh thầy đã chèn lúc nãy. Còn bây giờ nếu mà chúng ta muốn qua slide thì chúng ta bấm qua. Rồi chúng ta bấm qua. Nếu như chúng ta bấm qua nhanh thì nó sẽ tự đi theo nhanh. Nếu mà chúng ta chờ ở đây lâu, chúng ta nói cả ngày thì nó cũng chờ chúng ta cả ngày. Tức là cái thời lượng này nó phụ thuộc vào cái bấm của mình. À,
Rồi, kết thúc. Như vậy thì cái đoạn của mình nó sẽ tự động. Bây giờ thầy mở lại nè. Rồi, chúng ta bấm. Nếu như nhanh thì nó sẽ tự đi theo nhanh. Nếu mà chúng ta chờ ở đây lâu, chúng ta nói cả ngày thì nó cũng chờ chúng ta cả ngày. Tức là cái thời lượng này nó cũng vào cái bấm của mình. Đấy, như vậy thì các bạn thấy là khi mà các bạn làm một cái PowerPoint để mà giới thiệu một cái sản phẩm nào đó, giới thiệu một cái project nào đó, thì các bạn cứ làm bình thường. Mình không cần set cho nó là emotion, không cần cái này. Bởi vì bình thường mình sẽ set cho bức ảnh này là chuyển trong vòng mấy giây, chậm hay là nhanh. Cái này mình không cần set gì hết. Mình chỉ cần set cho nó là trình chiếu, sau đó nó đang ở chế độ là list chuột. Chỗ này trình chiếu list chuột, cứ để list chuột thôi. Rồi khi mà mình chọn ở cái record này nè, thì mình list chuột ở lúc mấy giây thì nó tự động nó ghi lại, tự động nó ghi lại cái đó cho mình, được chưa? Tự động nó ghi lại hết. Như vậy cái quá trình chuyển động của mình là nó sẽ được set trong vòng mấy giây. Đó, ví dụ như cái này nó sẽ được set trong vòng bao nhiêu giây là nó tự động nó set hết. Đây nè, cái này là 184 188, cái này là thầy dừng ở đây đến 15 giây. Lúc mà thầy chuyển trang nè, thầy dừng cái trang này đến 15 giây nè. Rồi cái trang trước là chỉ có 1 giây 65, cái này là 3 giây 69 ha. Nó tự động nó ghi lại cái quá trình thuyết trình của mình. Rồi sau khi mà các bạn record xong đó thì cái album này nó sẽ tự động nó chạy theo cái thời lượng mà mình đã setup lúc nãy. Như vậy nó rất là thuận tiện khi các bạn làm những cái PowerPoint để giới thiệu, để trình chiếu, để thuyết trình. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn đi thuyết trình báo cáo một cái môn học á, thì thường thầy thấy là các bạn báo cáo á là có hai người, một người sẽ thuyết trình và một người sẽ bấm chuột. Còn nếu như mà các bạn đi thuyết trình chuyên nghiệp mà nhờ người ta bấm chuột thì hơi kỳ. Mà nếu các bạn bấm á thì càng tốt. Mà thường các bạn bấm thì các bạn phải cầm theo cây bút. Còn có những người ta thuyết trình là gần như người ta không quan tâm đến màn hình, nhưng mà mỗi câu mỗi chữ của người ta nó đều khớp với lại cái slide. Vậy lúc này người ta đã tập nhuần nhuyễn đến mức là người ta nói đến đâu, người ta bấm chuột ở trên slide này nè cho nó ghi lại cái đoạn người ta nói đó, và 10 lần sau người ta cũng nói đúng cái thời lượng đó. Nếu mà người ta lâu lâu người ta liếc slide chậm nhanh, người ta sẽ điều tiết cái thời lượng nói của người ta. Còn gần như là nó ăn khớp 100%. Vậy lúc này người ta không cần bấm chuột chuyển slide, mà mình nhìn cái màn hình và mình nghe cái lời nói của người ta là nó trùng khớp 100%. Thì đấy, lúc đó là chuyên nghiệp rồi. Nhiệm vụ của các